S-Lady và những thắc mắc khó nói. Các bạn ạ, cho đến thời điểm này thì S-Lady đã nhận được rất nhiều các câu hỏi, những thắc mắc của các bạn về những câu hỏi về giới tính cũng như về tình dục. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng đến với chủ đề có nên xếp hình khi chưa cưới hay không? Xếp hình là một cách nói khác của cụm từ quan hệ tình dục. Và nhờ vào việc xếp hình mà chúng ta có thể biết rõ được giới tính của người khác giới, người ấy có bị gay, có bị les hoặc là bất lực gì không. Nếu như chỉ vì cái chữ trinh tiết ấy mà chúng ta cứ nhắm mắt lấy bừa rồi đến đêm tân hôn mới biết thì kết quả rất là rắc rối đấy. Này em từ đâu về đây vừa hay nhìn em là say. Này em từ xưa về nay vừa hay lòng ta thức dậy. Ô ô la la đường cong em đấy mà. Ô ô la la nhóc nhã sắc sỡ. Mình có một chị bạn cưới nhau cũng được 2 năm rồi. Trước đây á thì cũng yêu nhau thắm thiết rồi trong sáng lắm, cũng chỉ có nắm tay ôm hôn là hết thôi à. Nhưng mà sau đó thì sau khi cưới xong rồi thì anh chồng thì không có nhu cầu, còn cô vợ thì khao khát được yêu thương. Kết quả là lệch pha và dẫn tới là bế tắc. Bản thân mình thì cũng khuyến khích việc xếp hình trước khi cưới, nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ được xếp hình một cách bừa bãi và một cách vô tội vạ đâu nhá. Và cũng đừng có bảo mình rằng là phụ nữ ơi hãy cởi hết quần áo ra đi để cho bọn đàn ông được hưởng free. Và cũng đừng có bảo mình rằng là khi một cô gái yêu một chàng trai nào đó cũng đè ngửa anh ta ra và đòi xếp hình. Đừng thiển cận và nông nổi thế chứ. Mặc dù là mình có khuyến khích là nên xếp hình trước khi cưới đấy, nhưng phải là với người mà chúng ta đã có một thời gian tìm hiểu chín chắn và xác định muốn gắn bó lâu dài nhá. Và tất nhiên nếu như chưa muốn có em bé thì cũng đừng quên cái này nhá.